Chào các bạn, ở đây thì mình đang có một chiếc máy nghe nhạc Axtel & Kerr 100 hai la mã. Thì hôm trước mình đã có giới thiệu với các bạn. Thì đây là sản phẩm rẻ nhất trong dòng sản phẩm 3 chiếc máy đang bán tại Mạng Nguyên. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục khui hộp chiếc AK240. Đây là chiếc máy có mức giá lên tới 58.490.000. Chiếc máy nghe nhạc có mức giá cao cấp nhất ở Mạng Nguyên hiện nay. Thì các bạn có thể thấy là cái hộp ở ngoài nó rất là to. Thì ngay lập tức mình sẽ mở hộp chiếc máy này ra để các bạn xem bên trong hộp có dòng những gì. Ở dưới thì mình sẽ đẩy phần hộp ra. Đây là cái hộp của AK240. Thì khác với cái phiên bản AK100 hai la mã mà lần trước mình đã có khui hộp, thì cái hộp này họ làm chất lượng hơn và đẹp hơn rất là nhiều. Các bạn có thể thấy được là cái vân mà họ làm giả gỗ trên này rất là đẹp. Chúng ta mở chiếc hộp ra. Ok, Axtel & Kerr AK240. Và đây thì mình có chiếc Axtel & Kerr AK240. Rất là đẹp, mình sẽ lấy ra để các bạn xem. Và chiếc máy này thì có cái hình dáng khác hoàn toàn so với cái phiên bản AK100 hai la mã mình đã có giới thiệu với các bạn. Thì mình có thể thấy là cái kiểu dáng này rất là độc đáo, không có giống với bất kỳ một chiếc máy nghe nhạc nào khác trên thị trường, có thể gọi là không đụng hàng. Rất là tuyệt vời. Ở bên trong hộp thì chúng ta sẽ có những phụ kiện kèm theo. Ở đây thì chúng ta có hai chiếc hộp ở trên, một chiếc hộp với cái dòng chữ Minerva và cái logo Axtel & Kerr ở phía dưới. Thì bên trong sẽ có một số những phụ kiện. Ở đây mình sẽ tạo phần này ra. Bên trong chúng ta có một cái bao da tuyệt đẹp với thiết kế đặc trưng của dòng sản phẩm Axtel & Kerr. Và ở đây thì nếu có thể là qua video các bạn không thể nào có thể nghe được cái mùi da thật trên cái sản phẩm, nhưng mà ở đây thì mình cảm nó rất là thơm. Ở phía sau có cái logo của Axtel & Kerr. Chúng ta có phiếu bảo hành cũng như là những thông tin khác về sản phẩm, những cái tài liệu. Đây các bạn thấy Axtel & Kerr thì cũng tương tự như với cái phiên bản AK 100 hai la mã, thì chúng ta vẫn có những cái miếng dán màn hình được nhà sản xuất làm riêng cho từng sản phẩm và họ tặng theo. Chiếc hộp còn lại ở bên trong. Ở đây thì mình cũng sẽ mở ra và bên trong thì có một cáp kết nối. Thì khác với cái phiên bản kia, cái cáp kết nối nó nằm riêng ở trong hộp. Thì cái hộp này của cái AK240 họ làm một cái hộp riêng với những cái dòng chữ cũng như logo riêng của cái dòng sản phẩm AK240, cái dòng sản phẩm cao cấp nhất trong 3 chiếc máy nghe nhạc Axtel & Kerr AK100 hai la mã, 120 hai la mã và 240. Và như vậy, đây là tất cả những phụ kiện kèm theo chiếc máy nghe nhạc Axtel & Kerr AK240. Chiếc máy nghe nhạc có mức giá lên tới 58.490.000 đã được bán chính hãng tại Mạng Nguyên. Ở đây thì mình đang có chiếc máy nghe nhạc Axtel & Kerr AK240. Thì đây là phiên bản cao cấp nhất trong 3 chiếc máy nghe nhạc đang được bán tại Mạng Nguyên. Trong video này thì mình sẽ không giới thiệu quá nhiều về những cái đặc tính kỹ thuật, mà mình sẽ đi sâu hơn về cái chất liệu cũng như là những cái cấu thành cái sản phẩm này. Thì các bạn có thể thấy là chúng ta vẫn có cái phần màn hình 3x31 ở phía trước, công nghệ AMOLED với độ phân giải là 480x800. Ở phía dưới vẫn có một cái phím để chúng ta có thể sử dụng phím cảm ứng quay về cái màn hình chính. Xung quanh cái phần thân thì toàn bộ cái phần thân của Axtel & Kerr AK240 thì được làm bằng kim loại. Các bạn có thể thấy là toàn bộ cái phần thân này họ phát những cái đường diamond cut rất là đặc biệt và nó sắc sảo vô cùng. Toàn bộ phần thân này thì được làm bằng kim loại hợp kim rất là cứng và với cái màu vân thép tuyệt đẹp. Ở bên cạnh phải chúng ta vẫn có cái phím điều chỉnh âm lượng tương tự như cái phiên bản AK100 hai la mã. Ở phía trên chúng ta có phím nguồn, cổng balance và cái cổng tai nghe 3.5. Với cạnh bên trái thì chúng ta có cái khay SIM, xin lỗi các bạn, là cái khay thẻ nhớ hỗ trợ lên tới 128GB. Và cùng với những cái phím để chúng ta điều chỉnh cái bài hát qua lại cũng như là play hoặc là pause. Thì với cái bộ nhớ trong của chiếc máy là tới 256GB, các bạn hỗ trợ thêm 128GB thông qua cái thẻ nhớ ngoài. Thì chúng ta có một bộ nhớ rất là lớn để lưu trữ hàng ngàn bài hát với chất lượng 2Rex hoặc cao hơn. Ở phía dưới chúng ta chỉ có một cái cổng micro USB để các bạn có thể
sạc cho thiết bị cùng với hai phó ở hai bên để định vị. Thì mình xin nhắc lại, đối với những sản phẩm cao cấp của Aston Kane, họ không có ghép những cái mảnh này lại với nhau, mà từ một cái khối kim loại họ sẽ cắt đục đẽo ở phía bên trong, sau đó để cái phần thân những cái vi mạch vào ở phía trên cùng với phần màn hình cảm ứng, chứ không hoàn toàn là không có một cái đường ghép nối nào ở trên sản phẩm. Ở mặt sau thì chiếc Aston Kane AK240 với cái vỏ kính ở bên ngoài chống xước, và bên trong thì có cái dạng vân carbon tuyệt đẹp. Thì cái vân carbon này chúng ta có cái dạng hình 3D, khi mà mình nghiêng qua nghiêng lại như thế này thì cái màu sắc cũng như là cái hình dáng của những cái vân carbon ở bên trong nó chuyển động và nó thay đổi màu rất là đẹp. Ở phía dưới chúng ta có một số những cái thông tin khác của chiếc AK240 với dual đắt và cái logo Aston Kane được làm nổi bật ở phía bên trên. Để các bạn có thể tiện theo dõi và so sánh thêm những cái máy nghe nhạc cao cấp của Aston Kane thì ở đây mình có hai model. Thứ nhất, bên tay phải của mình đó là cái Aston Kane AK125A, còn đây là cái AK240. Thì các bạn có thể thấy là cái phần dáng chung về cái phần màn hình của hai sản phẩm này đều tương tự như nhau. Tuy nhiên với cái sản phẩm AK240 thì họ tạo ra một cái đường lồi phía bên ngoài vắt góc như thế này và rất là hầm hố, hoàn toàn không giống với bất kỳ một sản phẩm nào trên thị trường. Với cái AK125A thì nó còn có dáng vuông vuông và dễ cầm cũng như là dễ nhìn đối với những cái máy nghe nhạc thông thường. Đối với cái AK240 thì đây là một chiếc máy nghe nhạc các bạn có thể thấy là hoàn toàn độc đáo về cả thiết kế lẫn chất âm bên trong. Nếu quan tâm về sản phẩm, các bạn có thể đặt trước hàng tại Mai Nguyên bởi sản phẩm này có mức giá rất là cao và không có lượng hàng nhiều tại Mai Nguyên hiện tại. Các bạn có thể xem thêm những thông tin khác về sản phẩm trên website mainnguyen.vn trong phần âm thanh của Aston Kane. Xin cảm ơn các bạn và hẹn các bạn trong những video lần sau.